Rồi, hướng dẫn lắp gập gương cho phay điêu. Đầu tiên là mở tắp bi cửa. Đây, chỉ chỗ cho gập mở. Đầu tiên là con ốc thứ nhất nó nằm ngay đây. Ốc thứ nhì là nó nằm ngay hốc này. Đó. Nhớ mở hai ốc này ra. Nha, rồi chờ đi. Rồi đâm ra rồi tôi nại ra cho mấy ông thấy. Đấy, cầm cầm. Rồi để trực với cho đây, nại ra. Rồi. Đấy, thấy một con chưa? Đó, rồi, ốc dưới này cũng vậy. Rồi vô. Rồi hai con. Ok chưa? Rồi, tiếp tục xong là tháo này. Đây, quay đây. Tháo cái ốc này ra. Quay cho thấy cái ốc này nè. Rồi, đó, rồi. Tháo thôi chứ cái ốc là chỉ có hai con thôi nha. Còn cái này là tháo ra để chặt mình kéo thôi. Rồi báo lại. Rồi, xong xong hai con ốc nè. Xong hai con ốc. Rồi bắt đầu nạy cái tắp bi ra. Nạy tắp bi thì lưu ý nè. Nạy từ dưới này lên. Nạy từ dưới này lên. Lấy cái đồ nạy giữa nhét vô đây. Hở ra là lấy tay kéo ra là xong, đơn giản. Rồi lấy cái dây theo bộ gập gương ra. Rồi rút cái giắc riêng của xe tắp bi ra riêng ra thì nó lòi ra ba giắc này. Giắc màu đen thì đấu với giắc màu đen này. Nói chung là không đấu lộn được. Đó, để vô đây. Bấm kịch cái. Xong. Một sợi. Rồi sợi còn lại là cái sợi này sẽ cắm vào tắp bi cửa như cái riêng của nó. Cắm vào đây. Đó, lát nữa tôi sẽ chụp hình cho. Rồi, còn lại là cái giác này thì sẽ đấu vào cái bộ cái bốc gập gương màu xanh. Đây, lấy cái bốc gập gương xanh cho thấy. Đấy, đó. Rồi, ok, xong rồi sẽ đấu thêm ba sợi dây nữa là xong. Lát nữa sẽ chụp hình cái ba sợi dây đấu vào đâu cho mọi người thấy nha. Rồi, bây giờ hướng dẫn đấu dây nha. Trong này nó có ba dây thì cái dây nào mà chữ ACC thì mình sẽ nối vào cái ACC này, AC này. Đó, sẽ nối vào AC. Còn lại là hai dây này là dây lock và unlock trên cái dây màu tím với dây màu xám. Nó focus không được. Đó. Rồi, hai dây này nối vào đâu? Đây. Mình sẽ lấy ra hai dây ở đây, trong thân cửa này, lột cái tấm ni lông ra sẽ thấy. Dây màu vàng và dây màu xanh. Dây màu vàng với màu xanh, hai dây này. Nhớ nha, màu vàng và màu xanh. Vàng sọc gì đó với xanh blue á, xanh sọc gì đó. Rồi mình sẽ tút vỏ hai dây này ra. Nhớ dùng cái kềm chuyên dụng để tút để không có bị hư dây. Rồi sau khi đấu nối xong thì mình sẽ quấn băng keo và quấn băng keo vải lại. Rồi, tôi làm xong rồi lát nữa tôi chụp hình cho mọi người coi. Sau khi nối dây xong là mọi người nhớ dùng băng keo điện quấn một lớp, xong rồi đến tiếp tục dùng băng keo đen quấn một lớp. Đây nhìn xa nó giống như riêng vậy này, không thấy dấu hiệu gì là mình đấu nối thêm với hai nữa là nó kín kẽ, không sợ bị chạm chập và không có lo bị rung lắc. Đấy, dây cái đây là chỗ đấu nối này, nhìn kỹ. Đó. Nhớ đấu cho cẩn thận nha, nhớ mua một cuộn băng keo vải về đấu.